Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin đóng tàu lớn Trung Quốc áp đảo, dùng thuyền nhỏ Việt Nam lách luồn. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến việc Trung Quốc tiếp tục gia cố và tăng cường rất mạnh mẽ đội tàu biển của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực hậu cần. Vì khi Trung Quốc mở rộng đường chín đoạn và họ cương quyết bảo vệ chủ quyền của họ thì việc cung cấp lương thực, thực phẩm, máy phát điện, xăng dầu, nước ngọt đều là những cái thứ rất cần thiết trong thời gian tới. Và Trung Quốc bắt đầu cho chạy thử tàu vận tải khổng lồ 8.000 tấn vừa đóng mới, và con tàu có thể đi được 6.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu và chở được tới 400 người. Và hình ảnh các bạn có thể thấy ngay trên một số trang báo chí quốc tế đã đăng tải, và đây là bài báo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng và ghi rất rõ là Trung Quốc sẽ dùng tàu vận tải cực lớn để vận chuyển và tiếp tế cho Hoàng Sa. Tàu Shansha 2 cập cảng ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đây là vào ngày 20 tháng 8, 2019. Hình ảnh các bạn có thể thấy. Và một tàu vận tải cỡ lớn mới có thể sẽ được Trung Quốc dùng để vận chuyển tiếp tế đến các cứ điểm của Bắc Kinh đã xác lập trong vùng đặc biển Đông đầy tranh chấp. Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã khiến cho các nước quanh biển Đông lo sợ khi Bắc Kinh bồi đắp và xây dựng các đảo nhỏ trong khu vực thành các cơ sở cho quân đội sử dụng. Brunei, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển mà Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền tới khoảng tổng 90% diện tích bờ biển. Như vậy là họ đã chiếm toàn bộ. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã, tàu vận tải Shansha 2 của Trung Quốc đã hoàn thành thử nghiệm vào tháng 8. Con tàu được cho biết là có thể hoạt động bao trùm toàn bộ vùng biển Đông và có trọng lượng rẽ nước tới 8.000 tấn, sẽ phục vụ cho cả dân sự lẫn quân sự. Các nhà phân tích dự đoán con tàu sẽ được dùng để đưa thiết bị ra đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền nhưng Trung Quốc đang kiểm soát, và có thể ra xa hơn tới quần đảo Trường Sa. Giáo sư Jay giảng dạy về hàng hải quốc tế tại trường đại học Philippines nói Trung Quốc đang mở rộng mọi khả năng tới mọi nơi. Ông cho rằng việc triển khai trong các khu vực tranh chấp mang tính biểu tượng nhiều hơn. Điều này quan trọng hơn đối với họ vì họ có thể đi trước các nước trong khu vực. Vâng, các bạn thấy hình ảnh rất rõ ràng là con tàu này rất lớn, khổng lồ. Với 8.000 tấn thì nó có thể chở được rất nhiều binh lính cũng như nhân sự và hàng hóa cho tiếp tế cho Hoàng Sa và khu vực Trường Sa nữa. Và điều đó rõ ràng Trung Quốc một lần nữa khẳng định cái việc họ sẽ xâm lấn chủ quyền của các nước xung quanh một cách rất mạnh mẽ vào thời gian tới. Và trước đó, vào cách đây khoảng 11 năm thì Trung Quốc vẫn thường chỉ sử dụng những cái tàu nhỏ hơn với trọng tải chỉ có khoảng 2.540 tấn, hoặc là đến tàu gần đây nhất chỉ là 7.800 tấn. Nhưng bây giờ bắt đầu họ đóng mới những chiếc tàu 8.000 tấn và thậm chí còn hơn nữa. Và hiện nay Trung Quốc đang thực hiện chính sách trắng quốc phòng với việc coi vùng biển nằm trong đường chín đoạn là chủ quyền của họ, nên Trung Quốc đã cho rất nhiều tàu thuyền và đầu tư rất lớn cho hải quân, cho dân quân biển và có hoạt động phục vụ dịch vụ ở đây, như trường hợp họ xây đảo. Và những cái hoạt động đó thì rõ ràng là xâm phạm chủ quyền Việt Nam rất trắng trợn, nhưng cho đến nay Việt Nam từ lúc mất đảo Gạc Ma cũng chưa thể làm được gì. Đây là các công trình do Trung Quốc xây dựng trên đảo đá Gạc Ma mà các bạn có thể thấy trên hình ảnh của một số báo chí trong nước và quốc tế đăng tải rất nhiều. Và đây là những dàn radar có thể cảnh báo và theo dõi toàn bộ những tàu thuyền và đi lại cũng như hàng không ở trên đó. Và Trung Quốc thì các bạn cũng đã biết trong thời gian qua đã liên tục đi đưa tàu thăm dò và thậm chí đến sát cả bờ biển của Việt Nam. Như đây là biểu đồ của chiếc tàu mới đây nhất, là vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, tàu cẩu khổng lồ Nanjing của Trung Quốc đã chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam có 11 hải lý, tức là khoảng 20 km, và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam có 30 hải lý, và cách bờ biển thành phố Quảng Ngãi cũng chỉ có khoảng 30 hải lý mà thôi. Và những cái thông tin như thế này thì báo chí trong nước vẫn đang giấu giếm và không hề đăng tải cho người dân Việt Nam, và đặc biệt nguy hiểm, các ngư dân Việt Nam họ không biết điều này đang diễn ra ở ngay cái vùng đánh bắt cá của họ, ở ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và điều đó sẽ gây nguy hiểm khi họ đến gần những cái tàu hải cảnh hung dữ và đang hộ tống những chiếc tàu Hải Dương 8 và những chiếc tàu thăm dò này của Trung Quốc. Và các bạn cũng đã biết trong thời gian qua đã chứng kiến rất nhiều những cái vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và làm bị thương nhiều những cái tàu cảnh sát biển và những cái chiến sĩ đi cùng. Đây là hình ảnh gần đây nhất chúng ta có thể tham khảo mà báo chí trong nước cũng chưa đăng. Đó là việc ngày thông tin được biết vào ngày 15 tháng 9 năm 2019, tàu Hải Dương 8 đang tiến hành khảo sát lần thứ 3, bắt đầu vào ngày 7 tháng 9. Đến nay 9 chặng khảo sát dài khoảng từ 180 đến 200 km đã được thực hiện trong khảo sát này. Ở đây là hình ảnh các bạn thấy cái biểu đồ này. Và nếu các bạn vào trang tweet của ông Phạm Thắng Nam thì
thì sẽ được cái nhà nghiên cứu này cung cấp đầy đủ những cái thông tin hàng ngày cập nhật về đường đi của những chiếc tàu hải cảnh cũng như tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và Việt Nam chưa thể làm gì để xua đuổi những chiếc tàu này. Và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và chấp pháp Việt Nam dường như bất lực trước việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vì hình ảnh mà mới nhất mà chúng tôi có thể ghi nhận được cũng trên cái trang tweet này thấy rất rõ, đó là việc chỉ còn tàu Khánh Hòa giữa một bầy năm tàu hải cảnh Trung Quốc gần nhà giàn DK1 và nhà giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản đang thăm dò cho Rosneft của Nga và dầu khí Việt Nam. Thì nếu mà phóng to ra các bạn thấy rất rõ, như vậy là tàu Việt Nam không còn ai nữa mà chỉ còn một chiếc tàu có tên là Khánh Hòa số 01011, thì không rõ chiếc tàu này là tàu cảnh sát biển Việt Nam hay chỉ là tàu dân sự, nhưng như vậy là vắng bóng hoàn toàn tàu của Việt Nam mà trước đó chúng ta cũng có ghi nhận. Và cũng trong lúc này thì các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam thì vẫn im lặng, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì không hề nói gì, hoặc là không dám chỉ trích đích danh Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đấy là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà chỉ dám nói chung chung mà thôi. Và báo chí Việt Nam thì không dám đưa tin đầy đủ vụ việc nghiêm trọng này cho người dân biết, hoặc là ỉm đi những cái việc đang diễn ra rất nghiêm trọng ở Biển Đông. Điều này rất tai hại khi Việt Nam thiếu thông tin và khó có thể đấu tranh quốc tế, khó có thể được sự ủng hộ người dân nếu họ vẫn tiếp tục giấu giếm những cái việc đang diễn ra nghiêm trọng ở trên Biển Đông, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và quân đội Việt Nam trước Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trắng trợn ở đất nước thì cũng chưa có phản ứng rõ ràng nào để xua đuổi tàu Trung Quốc và bảo vệ ngư dân. Vì các bạn thấy hình ảnh gần đây nhất mà chúng ta có thể ghi nhận được, và chúng tôi cũng đã chia sẻ và xin gửi lại các bạn những thông tin tiếp theo. Đây là ông giáo sư của trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ Matheson cũng đã chia sẻ vào ngày 22 tháng 8 vừa qua là chiến hạm Quang Trung. Ông ghi mở ngoặc là nếu thực sự là Quang Trung, và chúng tôi vẫn không thể chắc chắn, tức là ông đặt câu hỏi, đã rời khỏi cuộc xung đột và đang quay trở lại Việt Nam. Thì đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ, và hiện nay ông vẫn đang để cái biểu đồ của cái tàu được cho là chiến hạm Quang Trung này ở ngay trên trang tweet của ông, một cái tên là Ren Matheson, và các bạn có thể trực tiếp tham khảo những thông tin đó. Như vậy là chiến hạm Quang Trung của Việt Nam cũng đã phải rút đi trước cái sự hung hãn của Trung Quốc, nếu đúng như ghi nhận của ông được xác nhận. Thì Việt Nam sau khi bản tin này đăng ra thì phía Việt Nam cũng chưa xác nhận cái việc này có hay không, và cũng không phản đối, vì Việt Nam như các bạn đã biết thì trước đến nay vẫn luôn có thái độ là giấu giếm thông tin trước dân chúng và công luận quốc tế. Và đương nhiên là Trung Quốc có những lực lượng hải quân rất hùng hậu, và họ sẵn sàng lao vào những cái vùng tranh chấp để bảo vệ những cái tàu Hải Dương 8 hoặc là những cái tàu hải cảnh của họ. Và đây là hình ảnh các bạn thấy gần đây nhất là Hải quân Trung Quốc, viết tắt là PLAAN, có các tàu khu trục tiên tiến lớp 052 và 055 mang theo tên lửa hành trình EJ-18 có tầm bắn trên 540 km. Thì các bạn thấy những tàu này của Trung Quốc là rất hung dữ, và nó là trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại, và với những tên lửa bắn hành trình bắn trên 540 km thì họ không cần phải đến sát các tàu của Việt Nam, mà từ xa nó có thể phóng tên lửa và tiêu diệt các tàu, các hạm của Việt Nam. Và chúng ta đã biết thì Trung Quốc là đất nước có những công nghiệp vũ khí khá phát triển, và không những sản xuất cho bản thân mà họ còn xuất khẩu rất nhiều nơi trên thế giới, và ngay cả Việt Nam cũng phải mua vũ khí của Trung Quốc từ trước. Và gần đây nhất thì Việt Nam mới giảm cái việc này và tăng mua vũ khí của Mỹ và một số nước tư bản, nhưng dường như số lượng vẫn không đáng kể so với những cái sản phẩm mà họ đã mua, những cái vũ khí đã mua từ Trung Quốc từ trước đến nay, cho nên việc chiến đấu với Trung Quốc là gần như là không thể với Hải quân Việt Nam. Và điều đó rất nguy hiểm, vì như vậy là Hải quân không thể đảm bảo cái việc bảo vệ chủ quyền đất nước trong cái thời gian tới, và cũng như sinh mạng của 90 triệu người dân Việt Nam. Và Trung Quốc thì dự kiến sẽ đóng tiếp các tàu hậu cần khổng lồ tiếp theo để phục vụ nhu cầu bành trướng chủ quyền chiếm đóng biển đảo lâu dài ở các nước xung quanh, và trong đó tất nhiên là có Việt Nam. Việc tiếp tế của Việt Nam cho các đảo nhà giàn trên biển hiện nay đang rất bị hạn chế vào những mùa biển động, và rất dễ bị Trung Quốc gây gián đoạn khi họ muốn, vì Việt Nam dùng tàu nhỏ cũng như lực lượng hải quân hộ tống của Việt Nam yếu và thiếu hơn Trung Quốc rất nhiều. Và hình ảnh các bạn có thể thấy chiếc tàu hậu cần của Việt Nam, tàu hậu cần số 630 của Việt Nam, thì ở đây các bạn thấy rất cũ và nhỏ so với chiếc tàu của Trung Quốc. Và đương nhiên với cái vùng biển rộng lớn mà Việt Nam hiện nay đang có chủ quyền thì rất khó có thể bảo vệ được những hòn đảo, những cái vùng đặc quyền kinh tế và những cái vùng biển của Việt Nam nếu chỉ sử dụng những con tàu cũ như thế này. Và điều đó Việt Nam và chính phủ Việt Nam cần phải xem xét trong thời gian tới để tăng cường
sức mạnh cho Hải quân Việt Nam, cũng như minh bạch thông tin để người dân biết được sự thật những điều gì đang diễn ra ở trên Biển Đông. Và đứng trước tình thế và thực tế này, để đấu tranh hiệu quả với Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam không thể đủ sức đơn độc đương đầu với Trung Quốc, mà cần vứt bỏ chính sách 3-0, liên minh với Mỹ, châu Âu và các nước dân chủ, tự do để được hỗ trợ một cách tối ưu nhất. Mỗi sinh mạng của một người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam đang đóng chốt nơi biển đảo biên cương đều rất quý và cần được hỗ trợ và bảo vệ một cách đầy đủ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 9 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin mà các bạn mong muốn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc.